Bấm bớt rồi anh. Cho anh. Rồi. Anh đẩy cái nhìn lên. Em có xem nam chim chưa? Xin chào các bác nhá. Đấy. Này anh em lại xuống dưới tứ kỳ ngắm cây đêm. Người ta thì ép xuống, mình thì lại phải đẩy lên đây. Đấy. Đấy, các bác đợi một chút đi, một size chia sẻ một số cái tác phẩm si và xanh cho các bác xem nhé. Vẫn nữa này. Đấy. Buổi tối chia sẻ cây này ngắm nó mới phê các bác này. Đấy. Một trong những cái tác phẩm si phải nói là đang rất mong đợi ra sân đấu. Đây soi các bác từ dưới trên này. Phê lắm. Nói chung là anh em đam mê cây thì cứ cố gắng nuôi. Đấy, nó sẽ không phụ công các bác đâu. Một trong những cái cốt xì rất là gấu. Con này đang vào hoàn thiện rồi các bác nhé. Đây. Phê lắm. Tuyệt vời ông mặt trời. Xoay tối này xem nó mới sướng các bạn. Đấy. Đây các bác nhé. Tay đoàn thần pháp của nó thì rất là phê, rất là kinh luôn. To quá nhỉ, cái hàng này là hàng phải máy lưng à, chứ không bê được à. Chia sẻ một tác phẩm si vào buổi tối của anh to này. Nó tỉa dăm đi thì nhìn nó mới đẹp. Đấy. Đã. Để vào mượn bố sổ đỏ. Đấy. Tuyệt vời các bạn.